Xin chào mọi người, mình là Hoàng đến từ ongtrungnoitro.com. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chế một bộ điều khiển cảm ứng thông qua điện thoại. Mọi người có thể dùng điện thoại này, dùng loa thông minh này, và miễn các bạn có mạng thông qua 3G, 4G hoặc Wi-Fi thì đều có thể điều khiển được cái cửa cuốn này. Các bạn có thể dùng nó với cửa cuốn mã gạt này, mã nhảy này. Nói chung là hầu như tất cả các loại cửa cuốn hiện nay đều có thể sử dụng được. Các bạn chỉ cần sử dụng trên cái mạch này, kết nối với remote mà không cần phải đấu nối vào cửa này. Tất cả tính năng an toàn của cửa đều được giữ lại, như là gặp vật cản nó vẫn chưa dừng. Rồi ok, chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta cần chuẩn bị những thứ như sau. Thứ nhất là một cái bảng mạch điều khiển 4 kênh. Ở đây thì mình xài của Ewelink. Các bạn có thể lựa chọn của Ewelink này, của Smartline này, hoặc là của Tuya đều được nha. Bề mặt sau thì có các cổng com và on như thế này nhé. Một cái remote gốc của các bạn. Các bạn có thể remote gốc có hai dạng. Có thể dùng pin CR2302 hoặc là dùng pin dạng này. Tất cả đều vẫn xài được như nhau cả, không vấn đề gì hết nha. Một cái mỏ hàn, một tô vít. Rồi chỉ như vậy thôi. Ok, ở mặt sau bảng mạch các bạn chú ý tới các bảng no và com. Các bạn sẽ nối bốn cái cổng com này lại với nhau nè bằng một sợi dây đồng, các bạn hàn ra. Tiếp đến là các cổng no, các bạn nối vào bốn dây, 1 2 3 và 4, bốn dây này sẽ đi vào bốn cái nút bấm ở trên remote. Và một dây nữa từ cổng com bên này. Các bạn nối ra để lấy nguồn. Ok, ở đây mình sẽ bảng mạch của Ewelink nên mình sẽ tải app của Ewelink nhé. Bạn nào dùng Smartline thì mình sẽ dùng app của Smartline nhé. Mở lên và mình sẽ kết nối, đăng ký tài khoản và kết nối với cái bảng mạch này. Click pairing. Ở đây mình sẽ bấm cắm điện trước đã. Và chuyển sang chế độ kết nối bằng nút pairing button này. Bấm giữ lại. Bấm giữ đến khi mà các bạn thấy đèn nó sẽ nháy một kiểu khác, nháy nhanh hơn thì đã đưa vào chế độ pairing này nhé. Rồi ok. Trên này các bạn chọn One Device. Nhập bắt Wi-Fi và kết nối. Đợi cho điện thoại tìm thấy thiết bị. Thiết bị là cửa cuốn nhé. Cửa cuốn. Và tại Living Room. Ok, đây chúng ta đã thấy thiết bị, bốn cái kênh. Ở đây thì mình sẽ tìm xem là đâu là cổng số 1, đây là cổng số 1 này. Rồi tiếp đến mình sẽ cài đặt là để cho nó tự ngắt điện khi mà đã bấm xong. Mình sẽ vào với một engine setting để mình thiết lập cái thời gian nhấn nhả. Đó là mình sẽ nhấn vào một lần và sau thời gian mặc định này nó sẽ nhả ra. Ở đây thì mọi người có thể setup là một giây cũng được, nhưng mà mình thường sẽ để khoảng nửa giây thôi. 0.5 giây và save lại. Kênh lần nữa cũng tương tự, 0.5 và save. Channel 4 mình sẽ để là 1 giây vì cổng. Cái cổng này mình sẽ làm cái cổng cho cái ô là ô khóa. Nó sẽ nhả này. Bấm sell lại. Ok, trước khi mà chúng ta làm tới cái remote chúng ta sẽ test này. Bấm vào. Ok, đèn nó tự động nhả. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái ruột của remote bên trong này ra. Có những cái kiểu khác nhau như pin tròn hoặc pin dài. Thì cách làm tương tự như nhau, không khác gì cả. Ở đây thì các bạn chú ý cái dây, mình đã có một dây com màu xanh ở đây là một dây riêng, bốn dây NO còn lại là bốn dây tín hiệu. Các bạn sẽ lấy một dây com và một dây tín hiệu, các bạn đấu vào một trong bốn cái vị trí này. Mỗi một bảng mạch có hai cái vị trí này nó khác nhau, các bạn cứ đấu đại thôi. Nếu mà các bạn thử thấy nó chạy thì ok, còn nếu không chạy á, các bạn sẽ đổi vị trí dây com và dây NO lại là được. Ok, ở đây mình sẽ thử nhé. Ở đây là mình đã đấu sẵn rồi này. Chọc cái dây vào vị trí này. Và mình bấm thử cái cửa cuốn này, bấm channel 1. Tương tự với đây là nút mở lên. Okay, mình sẽ bấm thử vào đây. Tương tự với nút lên. Ok, cửa cuốn đã mở. Với bạn nào mà xài dạng remote, xài pin tròn 3V thì các bạn có thể đấu trực tiếp dây điện từ đây, từ vị trí này, chân màu hai chân này. Với dây màu nâu thì các bạn đấu vào đây, và dây màu đỏ các bạn đấu vào đây thì sẽ cấp nguồn trực tiếp luôn cho cái bảng mạch này mà các bạn không cần xài pin nữa. Còn với các bạn xài pin 12V á thì cũng tương tự thôi, các bạn có thể mua một mạch tăng áp lên 12V để các bạn gắn trực tiếp vào, hoặc là các bạn dùng pin. Thì cái này mình chú ý lâu lâu, khoảng tầm 1 năm 2 năm mình sẽ thay pin một lần. Sau khi mình xác định được vị trí cần thiết thì mình sẽ hàn vào luôn nhé. Ok, và chúng ta đã hoàn thành cái việc mà đấu nối với cái remote này. Bây giờ chúng ta có thể link nó với Google Home này, và từ Google Home chúng ta có thể link được với shortcut của Siri để điều khiển trên iPhone, trên app Ewelink và trên loa thông minh. Mình sẽ ví dụ trên loa thông minh nhé. Ok Google, open main door. Ok, main door was open. Thật đơn giản và thoải mái phải không các bạn? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách để chế tạo kết nối cái bộ điều khiển wifi cửa cuốn thông qua điện thoại rồi. Nếu các bạn có thắc mắc nào đừng quên comment xuống dưới thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Và đừng quên nữa là hãy like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.